Hello, xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì mình tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn tất cả những cái mẫu tấm ốp tường, ốp trần quý vị nhé. Và trong quá trình mình quay tới đâu á thì mình sẽ đưa anh em đi toàn thể cái kho của bên mình. Hiện tại kho chứa hàng rất là nhiều các loại tấm nhựa ốp tường quý vị này, tấm nhựa ốp tường, tấm nhựa ốp trần, từ cái dòng gọi là giá rẻ quý vị nhé. Đây là hàng giá rẻ này quý vị này. Đấy, cho tới dòng cao cấp quý vị nhé. Dòng cao cấp này thì thịt nhựa rất là dày quý vị nhé. Sản phẩm này có kích thước chiều rộng là 40cm quý vị nhé. Rộng là 40cm. Tổng độ dày của nó là 9 ly quý vị nhé, 9 ly. Và chiều dài bên mình là 3m. Ngoài ra đó là bên mình có cắt theo chiều dài yêu cầu. Đầy đủ các cái phụ kiện quý vị nhìn này. Đầy đủ các cái phụ kiện hai bên nhé. Ngoài ra có cái thanh lam sóng này, thanh lam sóng hộp, thanh lam sóng 3 sóng, thanh lam 5 sóng, thanh lam 4 sóng. Nói chung khá là đầy đủ tất cả các loại phụ kiện. Và kho hàng của mình thì hiện tại giờ khá là nhiều, đầy đủ các cái loại hàng, cũng như là rất là nhiều các cái số lượng để cho quý vị làm công trình, cũng như là quý vị làm các cái dự án. Thì sản phẩm bên Nguyễn Khánh cung cấp là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam. Cho nên các cái sản phẩm mà những cái dự án mà quý vị nhận với số lượng nhiều thì quý vị không lo hay là không sợ vấn đề là hết hàng. Thì hiện tại trên kho của Nguyễn Khánh đang có bình quân từ 700m² cho đến 2000m tùy theo mã màu quý vị nhé. Lượng hàng tương đối là ổn định. Còn đối với lại những công trình mà nó vượt so với lại cái số lượng đó thì quý vị đặt hàng rất là nhanh. Thời gian có hàng chỉ từ 7 cho đến 10 ngày là có hàng. Và quý vị có thể là tiếp tục làm những cái công trình lớn được. Đấy. Còn đối với lại những công trình nhỏ thì hàng hóa luôn luôn đầy quý vị nhé, luôn luôn rất là nhiều, đầy đủ các cái phụ kiện quý vị nhé, phào chỉ nẹp và thứ rất là nhiều. Đây, mình quay toàn bộ cái khung xưởng của quý vị để cho quý vị xem quý vị nhé. Phào cố trần, len chân tường, nẹp V, nẹp H, rất chi là nhiều hàng hóa quý vị nhìn thấy. Cái lượng hàng đằng sau mình khá là nhiều quý vị nhé. Đấy. Thì bây giờ mình xem này, đây len chân tường quý vị nhé, đây len chân tường nhé, quay trực tiếp quý vị xem. Hàng hóa siêu đẹp quý vị nhé, đầy đủ số lượng khá là lớn. Thì quý vị nhìn phía sau của mình đây, cái lượng hàng hóa khá là nhiều quý vị nhé. Và bây giờ thì mình đang quay một vòng xung quanh kho để cho quý vị xem. Ngoài ra sản phẩm thì đi kèm với lại cái keo quý vị nhé. Đây là dòng keo dành cho nội thất, keo khá là chất lượng quý vị nhé. Đấy, thì quý vị sử dụng cái tấm ốp chất lượng kèm kết hợp với lại keo chất lượng nữa, cho ra cái dòng sản phẩm rất là bền. Thì đối với tất cả những cái sản phẩm tấm nhựa ốp tường, ốp trần này quý vị nhé, công năng đó là dành cho ốp tường này, ốp trần này. Đấy. Sản phẩm này không bị mối mọt, không sợ nước hay là ẩm ướt. Sản phẩm chất lượng cao cấp nên rất là hạn chế trong vấn đề co ngót quý vị nhá. Rất là hạn chế. Đấy. Nó có nhưng rất là ít quý vị nhá. Về dòng sản phẩm này thì hoàn toàn ghép theo dạng hèm âm dương quý vị nhá. Nó có hai hèm quý vị nhá. Đây, mình lấy chi tiết quý vị này. Những cái hèm này này gọi là hèm âm quý vị nhá. Còn hèm này là hèm dương quý vị nhá. Và khi ghép hèm chúng ta ghép này giữa hèm âm dương ta ghép với nhau thế này quý nhá. Đấy, khi ghép như này nó khít như này quý nhá. Rất là khít luôn. Đấy. Thì trước khi mà chúng ta tiến hành thi công. Đấy, thì chúng ta ướm thử, cắt thử đúng cái kích thước mà quý vị cần. Sau khi đó chúng ta bôi keo trên bề mặt này và chúng ta cố định của nó lên tường. Ngoài ra nó có một cái ke quý vị nhá. Thì bên mình cung cấp á, toàn bộ nó là ke inox. Cái ke inox này nó kẹp vào cái hèm này quý vị nhá. Kẹp vào hèm này và chúng ta thi công là chúng ta bắn đinh hoặc bắn vít trực tiếp lên tường hoặc lên khung xương, hoặc là những cái xương gỗ, xương sắt, xương thạch cao đều được. Nhưng mà bên mình thi công thường khuyến khích quý vị sử dụng xương sắt. Còn với lại những nơi mà khu vực như là bị như là nước biển, giáp biển thì nó có thể là bị muối, thì chúng ta có thể là sử dụng xương inox hoặc là xương gỗ. Rất nhiều các cái loại xương để chúng ta đi làm sao cho nó phù hợp mọi công trình, những công trình mà quý vị cần. Thì hiện tại bên mình đang có kho hàng ở Bình Dương này, thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa quý nhá. Đấy, ngoài ra ở miền Bắc thì có ở khu vực như là Hà Nội, Hà Nam. Và bên mình thì có giao hàng trên toàn quốc. Quý vị có nhu cầu xin vui lòng nổ địa chỉ quý vị nhé. Đấy. Thì từ nãy giờ đó anh em mình sẽ quay toàn bộ cái kho xưởng, nói chung là cái kho chứa hàng, để cho quý vị tham khảo về cái lượng hàng tồn kho cũng như là các cái mặt hàng bên mình có. Đấy. Hiện tại bên kho của mình thì đang ở một cái mặt tiền rộng là 45m mặt tiền, rất chi là rộng, đầy đủ các loại hàng hóa sản phẩm, đường xá rộng rãi nên là không
quý vị có thể là cho trực tiếp xe ghé tại kho mình lấy hàng luôn quý vị nhé. Hiện tại kho có sẵn, đường rộng, không bị đường cấm, không bị cấm giờ, nói chung thoải mái để cho quý vị cho xe tải, xe ben, xe công gì lấy hàng đều được. Đấy, còn nếu như quý vị nào ở xa thì bên mình có cái hình thức đó là giao hàng trên trành xe quý vị nhé. Đấy, và những cái đơn vị nào mà ở gần thì có thể là cho xe trực tiếp lấy hàng giúp mình, hoặc quý vị cần vận chuyển thì bên mình có xe vận chuyển cho quý vị. Đấy, thì trong cái dịp này quý vị nào mà mua hàng một tấm như này, này quý vị nhé, cứ một tấm như này nó là 1m2, thì mỗi một thùng hàng thì mình sẽ tặng cho một chai keo quý vị nhé, dòng chai keo nội thất cao cấp, thì cứ một thùng hàng là mình tặng cho một chai keo này quý vị nhé. Đấy, thì anh em quý vị nào quan tâm tới dòng sản phẩm này xin vui lòng ủng hộ bên mình nhé. Đấy, một lần nữa thì mình sẽ đi quay chi tiết một vòng để cho quý vị xem và cái kho hàng của mình như thế này. Đấy nhá, quý vị thấy không? Đây, lượng hàng của mình rất là nhiều. Mỗi một mã hàng này là trên 1.000 mét quý vị nhá. Đấy, trên 1.000 mét hết đấy, quý vị. Đấy, tất cả như lam sóng, tấm ốp tường, ốp trần, số lượng khá là nhiều, cho nên rằng là tất cả quý vị khách hàng cũng rất chi là yên tâm để sử dụng những cái sản phẩm cũng như là mua hàng bên mình, không sợ thiếu hàng quý vị nhá. Đây là cái dịp cuối năm, cái dịp này là dịp đang chạy dự án rất là nhiều. Sợ nhất là khi mà đang làm bị thiếu hàng, thì quý vị yên tâm, đối với kho bên mình hàng hóa luôn cập nhật đầy đủ, số lượng rất là nhiều để cho anh em. Đấy, mình rất hân hạnh, rất cảm ơn quý vị trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với lại thương hiệu Nguyễn Khánh, cung cấp tất cả những dòng sản phẩm chất lượng, đem lại cho quý vị những cái ưng ý nhất về dịch vụ bên mình. Một lần nữa Nguyễn Khánh xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy đi xung quanh kho để tham khảo sản phẩm. Xin trân trọng cảm ơn, xin chào. Sản phẩm rất chi là nhiều, rất đẹp quý vị nha. Đấy. Đây là anh Caramel đang tiến hành quay tàn tất cả những cái vấn đề kho bãi để cho quý vị xem nha. Hàng hóa khá là nhiều, đầy đủ quý vị ạ. Bên mình thì có hàng trong nhà quý vị nha, và hàng ngoài trời. Đấy, đầy đủ các cái loại phụ kiện luôn. Đấy. Thì giao hàng bên mình nó hay lắm quý vị. Quý vị bên mình liên kết với là một số anh em về trành xe đó. Thì mình sẽ gửi trành. Thì có một số những cái tỉnh mà hẻo lánh, nói chung là xe cộ, người ta phải gom đơn đó, đi để thì nó có thể là bị mất ra thời gian hơi lâu, có thể 3 đến 4 ngày quý vị mới nhận được. Còn đối với lại những quý vị khách hàng nào mà nó là trung tâm hay là nó là những cái tỉnh lân cận các thành phố lớn, thì cái thời gian nhận hàng rất chỉ là nhanh quý vị nha. Nhanh lắm. Chỉ độ khoảng 1 ngày là có, 2 ngày là có. Đấy, tùy theo quý vị nha. Đấy. Rồi. Một lần nữa thì mình xin chân thành cảm ơn, xin thân chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong các cái video tiếp theo. Đấy, review nhanh cho quý vị xem về kho bãi nha quý vị. Rất nhiều hàng quý vị nha. Đấy, hàng rất chỉ là nhiều. Ngoài ra quý vị cần cửa nhựa. Cửa nhựa thì đa số các tỉnh gần thôi, còn xa thì mình không ấy được, bởi vì nhựa cửa nhựa là sản xuất theo kích thước yêu cầu quý vị nhé, nên bắt buộc là phải những tỉnh gần thôi để bên mình còn tới đo cũng như là thi công cho quý vị. Đấy, đó là một số những cái quang cảnh về kho bãi bên mình, hàng hóa nhiều. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.